Xin chào bà con nhé. Đây là các nhân công đang gia công tấm làm mát này, đóng khung inox cho khách nhé, đóng khung bọc lưới này để chống chuột ạ. Đây là mặt trong nhé, mặt trong là không có chống rêu này. Đây ạ, mặt này thì sẽ được bao lưới inox chống chuột, chống muỗi, chống ruồi luôn. Mặt sẽ được bao lưới nhé, bao lưới chống chuột, chống ruồi, chống muỗi luôn. Chúng tôi là chuyên sản xuất, cung cấp các thiết bị chăn nuôi, lợn, gà, lan, vịt. Sản xuất, cung cấp trực tiếp nhé. Cứ đặt nó đứng đây bắn đi. Cái này ra giữ anh bắn. Đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại quạt hút công nghiệp này, tấm làm mát này, các thiết bị chuồng trại nhé, bạt trần chống nóng này. Nhà còn hơn 500 con quạt nhé, sẵn hàng phục vụ bà con luôn ạ. Đầy đủ các loại 1m4, 1m1 nhé, cánh inox, chớp inox hoặc là loại full inox toàn phần này. Đây, tấm làm mát này, tấm làm mát chống rêu nhé. Dạ vâng, để kho hàng thì lúc nào sẵn hàng phục vụ bà con nhé, đầy đủ các kích thước, loại nhỏ 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 m1, 1m2, 1m4 và toàn bộ sản phẩm đang có sẵn tại kho nhé, sẵn sàng nên được phục vụ mọi bà con trên tất cả miền tổ quốc của Việt Nam nhé. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tổng kho thiết bị chăn nuôi Hồng Phúc, địa chỉ Hiệu Trân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội, điện thoại 0973 143 996 hoặc 096 235 1138. Rất mong được hợp tác nhé. Cảm ơn bà con.